Hello các bạn, lại là Phúc đây. Một cái quán mì trộn tôm mỡ sa tế ngon ở đường Hưng Phú, quận 8, các bạn đã biết chưa? Mì trộn với lại tôm mỡ rim ngon lắm, ăn kèm với lại thịt xá xíu, thêm sa tế tôm đặc biệt của quán, giá chỉ từ 30.000 đồng một phần mà thôi nha. Trên đường Hưng Phú hướng từ đường Phạm Hùng chạy về cầu chữ Y thì cách cầu chừng vài trăm mét bên tay trái sẽ thấy quán mì trộn tôm mỡ La Gia đối diện với chung cư Phúc Khang nằm tại số 310A đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Quán sẽ mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm mỗi ngày. Mì khô đây trộn ngon lắm, đặc biệt là món sa tế độc quyền của quán nha, không có quá cay mà lại thơm ngon, ăn kèm với lại cải thìa và tớp mỡ rim, ăn vừa miệng lắm luôn. Thêm tô nước súp kèm theo tớp pin chấm kèm với lại chén sa tế ngon xuất sắc luôn. Tối nay thì Phúc sẽ quyết định gồm một phần mì trộn xá xíu và một phần mì trộn thập cẩm. Bây giờ thì để Phúc review sơ qua về giá cho các bạn tham khảo nha. Một phần mì trộn xá xíu hoặc là bò viên ăn kèm với lại đậu hũ da heo chỉ có giá là 30.000 đồng, hay là ăn với lại mì trộn tôm tươi hoặc là mực kèm với lại đậu hũ da heo là 35.000 đồng một phần. Một phần thập cẩm với rất là nhiều tớp pin như là thịt xá xíu, bò viên, tôm mực, đậu hũ da heo, một cục xương to tối đa cũng chỉ có 40.000 đồng một phần mà thôi. Mỗi phần mì trộn như vậy thì luôn luôn có tớp mỡ rim và cải thìa nha. Phúc gọi thêm một phần tớp mỡ rim thêm chỉ có giá là 5.000 đồng để trộn vào ăn chung ngon lắm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể gọi mì trộn thêm là 10.000, có đầy đủ mì trộn ăn kèm với lại tớp mỡ luôn. Rồi thêm sa tế tôm là 5.000, bò viên, tàu hũ, da heo gọi thêm đồng giá là 10.000, xá xíu, tôm mực ăn thêm là 15.000 đồng một phần. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể order trên app được nữa nha. Các bạn nào mà ở quận 8 thì cũng có thể đến đây để thưởng thức nha. Chủ quán thì vui vẻ nhiệt tình cho nên cũng là một cái điểm cộng. Một cái điểm trừ nhỏ là chỗ ngồi ít, chỉ ngồi được chừng 8 khách thôi à. Nếu như các bạn thích cái review này thì đừng quên ủng hộ Phúc nha. Phúc sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều những địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn cho các bạn tham khảo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.